Hello, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cái kênh của mình và quay trở lại với cái cốt truyện Call of Duty Modern Warfare 3. Thì ở tập trước thì anh em đã biết là sau khi mà cái thằng Sharp nó hồi phục được cái chấn thương á, thì nó đã cùng với Yuri và cái ông Captain Wright đã theo cái dấu vết của thằng Makarov thông qua một cái đợt vận chuyển hàng ở cái đất nước châu Phi như là Sierra Leone gì đó. Nhưng mà cuối cùng thì cái team của ông Captain Wright cũng không kịp. Cho nên là cái kho hàng đó của thằng Makarov nó được vận chuyển tới cái thành phố lớn ở châu Âu. Mà cái lúc đó là thật sự là bên bên mình không biết trong đó nó chứa cái gì. Tại mình đang đi điều tra mà. Rồi cùng lúc đó là cái nhóm SAS, có nghĩa là một cái gọi SAS này như là mình nhớ là của Nga, của Anh á. Bao gồm một cái thằng tên là Margaret và cái thằng One Grot gì đó, nó là mật danh Ravosid, đó là cái nhóm của bọn mình. Thì cái nhóm của bọn mình là được triệu tập bởi một cái tổ chức tên là MI5 đi, mình đọc cho nó dễ, để điều tra về cái thùng hàng chưa xác định đang được di chuyển tới cái London đó anh em ạ. Đây thì cái nhiệm vụ của bọn mình là đây, chuẩn bị vào một cái lực lượng của SAS và điều tra một cái thùng hàng từ cái xe tải đang được vận chuyển tới London. Bọn mình đang dùng cái vệ tinh để cam bọn nó đây. Hình như là bọn này nó đang có âm mưu đánh lạc hướng hay sao nè. Nó mình thấy là hình như là hơi bị nhiều chiếc xe tải giống nhau á. Cái SAS này hình như trước đây là cái lực lượng của ông Captain Wright, ổng đứng đầu mà. Nhưng mà sau khi cái phần 2 là ổng thành cái tội phạm chi lùng quốc tế rồi nè, mà chi nã toàn quốc rồi. Cho nên bây giờ là không còn thuộc cấp Captain Wright, không còn thuộc cái lực lượng SAS này nữa. Hình như cái này cái con tên này là nó cho mình cái cảnh mà bắn bắn mà cái kiểu như là thấy máu me luôn hay sao không biết, phải không ta? Này thì nghe điện thoại này, này thì gọi điện cho người yêu này. Mấy thằng FA như mình nhìn như vậy là bắn ngay. Thì cái thằng nhân vật mình chơi tên là Bun. Bun 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 Bun. Cái thanh niên này xịn à. Giết luôn. Mình ngứa tay là mình giết luôn. Khỏi đợi mấy hàng đồng đội của mình chi cho nó mệt. Cái súng của mình bắn êm nhờ. Như đây cái MP5 mà đúng không? USB. Đúng rồi, MP5. Có ngắm holo cộng với cái silent. Trời ơi, bắn nó êm thì thôi chứ. Mình thích giết bằng súng lục hơn nè. Clear. Đây, thằng One Cross đây. Trời ơi, lên gối luôn, lên gối luôn. Một viên. Đây tụi này nó bắn bằng B90 không á nhờ. Mình đổi luôn. Trời ơi, thằng này coi đá banh luôn, coi đá banh này thập niên 70 hả? Nhìn mấy cầu thủ mặc đồ nhìn lúa vậy. Hồi xưa cái kiểu mà mặc đồ của cầu thủ là cái đống thùng bên em ạ. Quần thì kéo luôn tới rúng. Trời ơi, cái MP9 nó bắn kìa. Cái B90 nó bắn kìa. Ôi nó im thì thôi chứ. Nhưng mà nó không có cái ngắm nhờ. Đây rồi, mấy chiếc xe tải nãy bọn mình theo dõi đây nè. Như là nó đậu ngay đây nè. Nó giống như là một cái trạm hay cái gì á. Cái kho hàng của bọn nó hay sao. Phần 3 này theo đánh giá của mình thì nó hoành tráng hơn, nội dung mình như là cũng hay đó anh em. Trời ơi, bắn bằng cái điểm đùi nó hài thiệt luôn á. Đây rồi, cho mình xin. Đó, thấy chưa? Leo vô, leo vô, leo vô. Mình bắn bằng cái ngắm halo nó phải khác bọt liền. Trời ơi, viên đạn cuối cùng luôn. Này 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 này. Gạt luôn này. Clear hả? Trời ơi, là phía dưới bơm em không nổi. Lại bị sai anh em ạ. À. Khổ thật.
khi bắn bắn lộn á thì mình toàn là hưởng thác xương cái sát thương của địch, rồi còn phải mở cửa mở xe này các kiểu đà điểu, trong khi đó mấy đồng đội mình chả phải làm gì hết, khổ thật chứ. Ở trên kìa, đúng rồi, máy bay ơi cover đi, trời bên mình lại mưa nữa rồi anh em ạ. Cái gì vậy trời ơi, tôi lại chết bởi chiếc xe tải nữa kìa. Ôi chiếc xe hơi nó bị nổ nữa kìa. À, ở trên đây hèn chi nãy giờ mình cứ bị giật. Mấy cái chiếc xe hơi nổ thì nổ lẹ đi, trời, nó toàn là canh me, mình tới là bắt đầu nó phát nổ không à. Sợ thật luôn ấy. Vì vậy máy bay hạ nhiều lắm máy bay ơi. Làm gì có ít đi, trời ơi. Hái à, đồng đội. Tối quá khó nhìn nữa chứ. Đồ mà đồ đen nữa chứ. Ô mình đi bên đây được nè. Núp nè, quăng lựu đạn nè. Cái MP5 của mình bắn nghe êm nhờ. Chưa chết luôn kìa. Tiến lên anh em ơi. Hình như là mình phải đi vô sâu nữa nè. Đồ này nó có nhiều xe tải lắm, nãy mình thấy nó đi quy một ben luôn mà. 50 chiếc gì ấy. Không có chiếc này thì mình kiếm chiếc kia, lo gì. Mình ăn no chứ được trả lương như vậy thôi mà anh em. Quẩn mà. Thì cái tổ chức mà MI5 á, anh em là mà coi phim của hàng Tom Cruise, của chú Tom Cruise mà trong cái nhiệm vụ bắt cái thi sẽ biết. Thì hiện tại anh em mình đang được điều hành bởi cái thằng đó đấy. Ghê vậy. À đi trước mặt vô. Cái này có cảm giác như là mình đi theo đồng đội á, chứ nó không có cái la bàn hay là một cái hướng dẫn cụ thể nào cho mình hết. Bởi vì đồng đội mình không đi là mình cũng chịu luôn anh em ơi. Súng này bắn nghe nó im khó chịu quá. Kiểu như nó không có hầm hố anh em, mình thích cái súng nào bắn nghe hầm như AK đồ á. Nắn xe lần vô thì nó bắn nó nghe cái gì bị nghẹt mũi á. Tạc. Nghe có phê gì hết. Ức chế thiệt luôn á. Đâu mình thấy MP90 coi, B90 chứ quên. Không ấy tháo cái xe lần ra luôn đi trời. Đó, bắn như vậy nghe mới phê nè. Súng phải bắn nhà mà mới phê chứ. Cái này là mình đang gọi là ra solo luôn mà, chứ đâu có phải đi kiểu như ám sát đâu mà cần cái xe lần chi. Cứ ra mà vả thôi, đấy. Mà chui chết luôn rồi. Giả bộ chết đi là sống rồi cũng chịu. Thời buổi giờ bệnh tật chứ đâu chết đúng không anh em. Ngu thì chết thôi chứ. Gì đây. Chạy à. Hình như bộ nó đang rút lên cái xe điện ngầm. Quả đạn thật. Ở đâu có sẵn mấy chiếc xe tải này hay vậy. Dí theo anh em ơi. Mình lấy B90 bắn đi. Nghe âm thanh cho nó đã. Chết không? Mình mới nghe cảnh báo OGB kìa mà mình đâu có kịp phòng tuần xuống đâu. Ê, bình tĩnh. Ôi, chóng mặt quá. Cũng hơn cái nhiệm vụ này là mình không phải là cái thằng lái xe đó. Chứ không là anh em tin mình đi, là cái nhiệm vụ này chơi hoài cũng không qua được. Mình cực kỳ ghét mấy cái màn lái xe với lái máy bay, với bắn máy bay đổ. Kiểu mình không biết đường, anh em khó chịu cực kỳ luôn. Mà đang di chuyển tốc độ cao nữa. Thôi rồi. Đâu hết rồi, sẽ trở thế nào để bắn vậy. À, gắt thế nhờ. Ôi có dân thường nữa nè. Ôi mình tưởng là cái chỗ này không có ai chứ. Trời dân thường la kìa. Làm gì đâu mà la. Có ai bắn trúng đâu mà la trời ạ. À. Khổ. Ê. Trời ơi gặp cái chiếc mà nó chạy ngược chiều nữa kìa. Cái này là bắn giữ chỗ luôn chứ sao mà canh được. Sao mà ngắm được. Đâu rồi? Đây nữa nè. Trời ơi nãy giờ mà sao chặn được nó ta? Cái này nếu như mà mình chặn nó mà nó bị trục trặc gì là coi như là sập những cái hầm của người ta chết.
nữa, chui vô hầm nữa. Cũng tàu điện ngầm luôn. Solo là máu nó phun, trời ơi. Ủa này nó tự lật hay là do mình hay nhờ? Trời ơi, thắng này đi chứ chạy theo nó làm chi ta. Rồi xong. Tất cả giữ chặt, giữ chặt, giữ chặt, giữ chặt, giữ chặt. Úi xời ơi, lại là một trong những cái pha gọi là hành động của Hollywood anh em ạ. Công nhận cái phần 3 này mình chơi cảm giác nó phê thật. Nhưng mà là do so với hiện tại thì cái đồ họa này nó không còn là mới mẻ nữa anh em. Cho nên là cũng về cái mặt đồ họa thì mình cũng không không thấy thỏa mãn lắm. Chưa thấy gọi là phấn khích lắm. Nếu như cái thời điểm mà cái con này mới ra mắt chắc là đúng là bom tấn đó nhờ. Mình ước gì cái phần 2 với phần 3 là làm được remaster ha. Làm lại đồ họa. Thì thường một cái con game nó sẽ có 4 dạng làm lại anh em ạ. Thì cái dạng remaster giống như con Call of Duty Modern Warfare 4 á, có nghĩa là nó giữ nguyên cốt truyện, nó chỉ thay đổi cái đồ họa đẹp lên thôi. Còn một cái phiên bản nó gọi là reboot, giống như là cái phần Call of Duty Modern Warfare 4 sắp tới đó, có nghĩa là nó tái khởi động. Còn một cái phiên bản nữa người ta gọi là remake, giống như là cái con Resident Evil á, là nó sẽ thay đổi hẳn cái cốt truyện luôn cũng như đồ họa. Còn một cái dạng nữa anh em ạ, nhưng mà cái dạng thứ tư này thì nó hơi hiếm gặp, đó là nó thay đổi từ cái hệ máy này qua cái hệ khác. Nó gọi tên là gì mình quên mất rồi. Mình chỉ nhớ có ba dạng remaster, reboot với lại cái remake thôi. Rồi remaster là đại diện cho cái Call of Duty Modern Warfare 4 á. Còn cái reboot có nghĩa là cái reboot là tái khởi động, đó là cho cái con Call of Duty Modern Warfare 4 sắp tới đây 2019. Còn cái phiên bản mà remake là cái con Resident Evil 2 đó, mới đây luôn nè. Mới trong năm nay luôn hay sao? Là nó thay đổi luôn cả đồ họa và cái cốt truyện luôn. Cái lối chơi luôn. Cái gameplay á, mình quên mình nhầm. Mà hình như là cái nội dung cũng thay đổi luôn hay sao? Cái con mà con remake á. Còn cái con thứ tư là mình thấy hiếm gặp lắm. Cái kiểu như là cái game đó với lúc đầu nó là từ cái phiên bản này, cái hệ máy này. Sau đó nó được nhà phát hành game làm lại và phát triển trên cái hệ máy khác. Trời ơi, cái con Modern Warfare 2, 3 này mà làm remaster lại thì phê nhờ. Rồi qua cực đỉnh luôn, nhất là cái phần 3 này nè. Cái cảnh mà đua xe lúc đầu anh em thấy không, bắn máy bay trên cái con diều hâu bắn 6 nòng rồi chiếc xuồng nó chạy nữa, trời ơi. Rồi bên mình lại mưa lớn nữa rồi, khổ thật. Lúc thì bị khan tiếng, lúc thì bị mưa. Bởi vì bình luận mình cứ ráng mà hét to lên em à. Chạy à, ai cho chạy. Nó nói bao nhiêu lần rồi, bắn súng là đừng có bao giờ quay lưng lại hết mà khổ thật. Nó vừa bắn vừa lùi nó mới hợp lý hơn. Cái thanh niên này bệnh tật gì đâu mà chết. Ha, cái gì vậy? À, lựu đạn, lựu, lụm ném lại nè. À đù. Trời ơi, tính ra nãy mà mình đợi nó lăn hơn tí xíu nữa là mình lụm là nó nổ bà nó rồi. Trời ơi, sao tôi chơi ngu vậy trời ạ. Đúng là một pha ném bom tí xíu là ngu rồi. Đây là dân... Ê, cái gì vậy? Mình em tính nói có ông dân thường ở đây. Thằng nào? Ném lụ anh nè. Thằng lao ra nguy hiểm vậy. Tôi chết thằng nào không? Nãy giờ mình chưa kịp ném cái bom choáng đó nha, mình quên luôn anh em ơi. Đó. Sống hộ. Gạt luôn nè. Kêu mình ngưng bắn. Nói chung là mình phải giữ lại mấy thằng để mình gọi là tiêu khiển anh em ạ, để mình mua vui. Mình mua vui với nó xong là bắt đầu mình mới lấy lời khai. Đây cái tháp đồng hồ Big Ben ở anh đây, cái định mệnh mưa luôn. Đây về trời. Ở bên mình á, cái khu vực mình anh em, cái sáng trưa là nắng nóng khủng khiếp luôn. Rồi bắt đầu xế là bắt đầu nó chuyển mưa, khổ thật. Đây mình có một cái thông tin là có một xe tải chuẩn bị lao vào đây, mình phải chặn đầu nó đây. Có thể là nó chứa bom hay là chứa một cái vũ khí gì đó anh em ạ. Nó là khủng bố này, không biết nó suy nghĩ gì đâu. Sao hạ dễ vậy? À cái kiểu như xe tải nhỏ mà, xe tải này cái kiểu như có mấy tấn hả? Chắc 2 tấn rưỡi.
Ok, thì cái video ngày hôm nay của mình đến đây là hết nha anh em. Nếu anh em thấy hay thì hãy nhớ like và ủng hộ mình bằng cách subscribe và chia sẻ cái video giúp mình nghe. Cảm ơn anh em đã bỏ ra thời gian ra xem cái video của mình. Bye bye anh em, see you again.